Em mua cái nải đấy mọi người là hơn 3 bảng ấy mọi người, tính tiền Việt là hơn 90 ngàn mọi người, mà được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái trái em ăn là 8 trái mọi người. Rồi. Vậy bị chi 8 trái mà hơn 90 ngàn, vậy là mỗi trái là bao nhiêu? Ôi, cũng nhiều mọi người nhỉ. Vậy là tính ra là hơn 10 ngàn một trái mọi người. Công nhận. Xin chào anh chị em cô bác nhé. Hôm nay em thử làm bánh chuối chiên mọi người nhé. Tại vì em mua được chuối sứ mọi người, lần đầu tiên mua chuối sứ ấy, nên em thử làm bánh chuối chiên luôn mọi người. Giờ em pha bột này, hy vọng sẽ thành công mà lần đầu tiên em làm luôn mọi người. Giờ em chỉnh lại cái cân nhé. Rồi em cho bột gạo vô, 100 g bột gạo vô. Rồi tiếp theo nữa, cái bột gạo này nó hay bị tưa ra, hơi sợ. Rồi thì em sẽ cho bột 25, bột mì nhé mọi người, 25 g bột mì. Và 25 g bột tắp. Nó tưa ra ngoài rồi. Em vắt thêm một miếng đồng nó ra này, vắt thêm miếng chan vô, miếng chan mọi người, tí em tạo cái độ giòn ấy. Em đọc ấy, thấy các chị hướng dẫn là như vậy cho nó giòn đấy mọi người. Rồi em bỏ cái này ra. Rồi bây giờ em sẽ cho một ít đường, em cho một cái ít sữa vô mọi người, nó sữa tươi vô nhé, ăn cho nó có béo. Giờ em sẽ đánh bột nha mọi người ơi. Em cho bột nghệ vô nữa nhỉ. Đảo lên. Này hay bị vón lắm cho nên cũng phải đảo từ từ thôi mọi người. Tiến hành em đảo cho nó đỡ bị vón, vón cục. Rồi bây giờ em đảo bột này, nó sệt lại rồi, mấy cho nó em mix kiểu em đảo cho nó đều mọi người. Này nó hơi sệt này, sệt như vậy này, em thấy như vậy là được rồi. Bây giờ em sẽ chuẩn bị chuối nhá, dưới đáy nó còn bột này mọi người. Con này chuối sứ này, tuần trước ấy em mua mọi người, tuần này chín nữa này, được gần tuần nó chín hết rồi mọi người. Em ăn thử một trái mọi người cho mọi người coi nhé. Lần em ở UK Anh Quốc này được hơn 4 năm rồi mọi người, mà lần đầu tiên em mới thấy được chuối sứ ở bên đây mọi người. Thường người ta không có bán đâu, thật luôn. Em ăn thử nhé, mà mọi người dùng nhé. Ơ mọi người, cái mùi giống mùi chú bột mọi người. Ngon. Ăn nó không có giống chuối sứ mấy đâu mọi người. Cái vỏ ngoài thì giống chuối sứ nhỉ, nhưng mà nó ăn ấy nó lai giữa chuối bột, mọi người biết chuối bột thơm thơm, mà ăn cái bột bột này. Chuối sứ thì nó cũng bột nhưng mà nó không có độ bột như là chuối bột đó mọi người. Chuối bột nó lai giữa chuối sứ với chuối bột mọi người, ăn ngon mọi người ạ. Được. Ngon. Bây giờ em cắt ra, em có một gì nhỏ, em có một cái này nữa này, khoai lang tím. Tím em cắt em chiên luôn để xem như thế nào. Dám cắt chuối này ra mọi người nhé, nó bột lắm mọi người, không biết chiên như thế nào đâu, nhìn có vẻ nó nhỏ đấy. Bây giờ em cắt đôi ra thôi nhỉ, giờ không có gì ép đấy. Lấy cái này em ép này. Nó bột quá cho nên em thấy nó hơi bị cái... được được đó nhỉ, cho vô.
Em lấy cái dao em đè xuống. Đó. Rồi, cho vô. Nó bổ quá cho nên nó hơi bị nát rồi mọi người nè. Đó. Hy vọng sẽ không sao. Em mua cái nải đấy mọi người là hơn 3 bảng ấy mọi người. Tính tiền Việt là hơn 90 ngàn mọi người. Mà được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 với trái em ăn là 8 trái mọi người. Rồi. Vậy vị chi 8 trái mà hơn 90 ngàn. Vậy là mỗi trái là bao nhiêu? Ôi. Cũng nhiều mọi người nhỉ. Vậy là tính ra là hơn 10 ngàn một trái mọi người. Công nhận. Hơn 10 ngàn một trái mọi người. Ăn ngon mọi người. Cái chuối này ăn nó lai lai dưới chế bột. Chế bột với lại chuối sứ mọi người. Ăn được đấy. Hy vọng sẽ làm thành công nhờ. Đem để làm nha. Chiên thêm hai trái nữa. Và tổng cộng em chiên được mấy trái rồi nhỉ? 1, 2. Tổng cộng hình như chiên được 4 trái ta. Chiên không biết có thành công không nữa. À, cái này nó bị nứt ra rồi. Để riêng ra đi tí chiên cuối cùng. Giờ cái này xong rồi em sẽ chiên cái gì nhỉ? Cái khoai lang tím mọi người. Em còn một củ em chiên luôn. Này nó hơi nát này. Đó. Rồi khoai lang tím. Đầu em chắc em phải chiên thử nghiệm xem. Em quên cho mè vô mọi người, tại em không có màu đen mọi người, nên em cho mè trắng vô. Chiên thử nghiệm một cà trái nhá, một cái nhá, cái mà nó giống như là hơi nét nét tí á, được không ta? Hy vọng sẽ ngon. Này em chiên sẽ không được đẹp nha mọi người nhá, tại vì em thấy chiên mà có cái khuôn đổ vô chiên nó dễ, nó theo cái khuôn đấy nó đẹp mọi người ơi. Nên làm thủ công thôi. Cái này chín rồi mọi người. Okay. Em thấy chiên mà cắt pha bột như vậy là không, em thấy không có được ổn mọi người. Em thấy nó giống vậy là nó cứng hơn là nó giòn mọi người. Coi chiên tiếp. Chiên cũng khoai lang tím này nó ăn có được không? Chiên cái này nó to hơn.
lúc thì đợi em sẽ review cho một người coi cái này xem ngon lắm mọi người nhé. Này là cái này này, nó quá mời mọi người giùm em nhé. Em thấy nó khô mọi người, nó không có kiểu nha. Nó cứng lắm mọi người. Cứng lắm rồi. Này em học trên mạng á là có độ giòn. Nếu mình cho bột gạo á, với lại bột bắp vô, hoặc là cho bột giòn trên giòn vô, mà em thấy nó cứng hơn là nó giòn mọi người. Này em pha, em thấy lúc em chiên là em thấy có vấn đề rồi, nên em pha một ít thêm bột bột mì vô mọi người, cho nó giảm lại cái độ cứng xuống mọi người, cứng lắm. Không hiểu tại sao luôn á, không hiểu là hình như em thấy là cho bột bắp vô là cho nó bột bắp vô đã thêm cho bột gì nhỉ, gạo vô, hai cái này nó với nhau nó càng vừa cứng vừa dai mọi người, nó không có giòn đâu mọi người. Mọi người thấy em ai mà đang yếu ăn không được mọi người, nó thêm mà cứng hơn. Không ngon. Nếu trên mà cho bột gạo mà như lần đó em nói, bột gạo bột bắp với lại gạo bột bắp với lại bột gì nhỏ, với lại bột mì vô mà tỷ lệ bột gạo nhiều hơn ấy, nó cứng đó mọi người, khó ăn lắm. Em cho bây giờ em cho thêm bột mì vô mọi người, cho giảm độ cứng xuống này, hy vọng nó sẽ đỡ hơn. Khi chờ đợi chiên tiếp mọi người, em review cho mọi người coi luôn ba cái còn lại này mọi người. Nào là em đã thử cái công thức ăn đọc trên mạng ấy, là cho gì vô nhỉ, cho bột bột bắp, tỷ lệ bột bắp nhiều hơn là bột mì, với lại bột nhiều hơn bột mì, có nghĩa là 100g bột bắp này, mọi người, 100g bột gạo thì 25g bột bắp với lại bột mì. Mà em thấy ăn nó cứng mọi người, chiên xong mà nó cứng. Mà em review cho mọi người coi nhé. Nó cứng mọi người. Đặc biệt nếu mà mọi người có phần này này, nó cứng, nó không có giòn nữa mọi người. Ai mà răng yếu á không ăn được nữa, cứng. Còn cái phần này mọi người nè, là em cho thêm bột mì vô mọi người, tức là tỷ lệ bột mì sẽ nhiều hơn so với lại bột gạo với lại bột bắp nha mọi người, tức là tầm 100g bột mì đi, hoặc là em thấy nhiều hơn, tại lúc đấy em thấy có vấn đề rồi em cho thêm vô mọi người. Nhưng mà em cho mọi người để ý là nên cho bột mì nhiều hơn mà bột gạo với lại bột bắp mọi người, tại cái bột gạo bột bắp ấy cho nhiều hơn thì sẽ làm cho bánh nó cứng, nó không có được giòn đó mọi người. Đây nè, em làm cho nó cái độ giòn nó giảm lại mọi người, không phải độ cứng nó giảm lại luôn mọi người. Em review cho mọi người cái nào mà nó có thêm cái này này, nắng cái này đi, nó không có cứng đó mọi người nhá, giòn nhá. Nó giòn mọi người, nó giảm cái độ cứng lại luôn á. Cái này em thấy ăn được hơn so với cho bột gạo nhiều mọi người. Cho nên em thấy mọi người ai mà đang muốn chiên bánh á, chiên bánh gì nhỉ, bánh chuối hoặc là bánh khoai lang á, thì nên cân nhắc lại mọi người, đừng có cho tỷ lệ bột gạo nhiều hơn là bột bột mì với lại bột bắp nha, ăn không ngon đâu mà cứng á, khó ăn lắm. Mà có cô chú mà đang yếu ăn vô là coi như xong luôn ấy. Em thấy cho tỷ lệ theo em á, cho tỷ lệ bột
mì 100g, bột bắp 25g và bột gạo 25g thì em thấy ổn hơn. Ăn nó không cứng, ăn nó giòn. Mọi người không cần cho bột bột chân giòn vào luôn á. Rồi. Này em cũng có review đẹp lắm mọi người, review là xem nó ngon không ngon mọi người nhé. Còn một cái phần như là trên đều hay trên đẹp là em không có review cái đấy mọi người nhé. Hy vọng video sẽ giúp được mọi người. Và nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, like, share và đừng quên bấm nút chuông để đón xem những video tiếp theo của em nhé. Xin cảm ơn mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào mọi người. Bye bye.